Chào mọi người đã ghé thăm nhà gia đình Bảo Nam. Công việc hàng ngày của mình vào mỗi buổi sáng thức dậy, đánh răng rửa mặt cho con ăn xong thì mình sẽ bắt đầu công việc là dọn dẹp nhà cửa. Hầu như đó là một cái routine của mình mỗi ngày như vậy luôn á. Công việc mà dọn dẹp nhà cửa thì nó khá là nhàm chán. Đôi lúc là mình làm mà giống như là mình công việc mình phải làm thôi, cho mình không có thích. Cho nên là để tạo nên một cái động lực mà mình dọn dẹp có hứng thú á, sáng sớm ngủ dậy mình sẽ uống một ly nước cam thật to và bật nhạc lên thật lớn, hoặc là nhạc du dương tùy theo cái tâm trạng của ngày hôm đó. Rồi là mình sẽ bắt đầu lau chùi dọn dẹp nhà cửa. Những cái thiết mà mình dọn dẹp á thì là thường là mình dùng những cái đồ tự nhiên trong nhà mình có để mình dọn dẹp. Mình không có dùng những thứ mà có chemical, có chất hóa học như là chất tẩy này nọ để chùi trong nhà. Tại vì gia đình mình có con nhỏ, có bạn nam chưa tới 2 tuổi, cho nên mình muốn bảo vệ sức khỏe cho con cũng như cả gia đình. Mình sẽ dùng giấm và baking soda để mình trộn lại với nhau để chùi cái bồn cái chén này của mình nha. Tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. Than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me say who you are. Who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry. Mình cũng dùng giấm để mình lau nhà luôn đó mọi người. Mình sẽ dùng khoảng 3 lít 8 nước và một chén giấm trắng như thế này. Giấm 5% nha. Khoảng một chén như thế này. Cái này là mình không có chén, mình dùng cái ca, nhưng mà khoảng một chén hoặc hơn một tí cũng được. Rồi mình đổ vô, mình trộn hòa, trộn với nhau thôi. Xong rồi là mình sẽ lau nhà. Nó rất là hiệu quả luôn. Nó sẽ đánh bay được cái mùi hôi của cái nhà, hoặc là vết dầu mỡ mà ở trên sàn nhà. Đặc biệt là khi mà mình dùng giấm để lau nhà thì cái sàn nhà của mình á, là nhà mình là sàn gỗ, nó sẽ không có bị bào mòn. I said tell me your story. He took out an old pen. Wrote something for me. Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost.
know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answers and you'll find what you've got. For the answers.
vẽ con gì nữa? Vẽ con heo ạ. À, vẽ con heo đây này. Con heo đang. Ô cái này được rồi. Hãy subscribe.